Năm 2011, năm đầu tiên thực hiện chương trình, với nền tảng xuất phát điểm thấp, chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện đạt trung bình 6,08 trên 19 tiêu chí. Năm 2011, có 6 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gồm tiêu chí quy hoạch, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, nhà ở dân cư, thu nhập, giao thông. 13 xã đều bắt đầu từ con số 0. Nhất là tiêu chí số 2 về giao thông, do địa bàn rộng, nhiều tuyến đường đã xuống cấp, nên quá trình đầu tư xây mới và cải tạo, nâng cấp cần khối lượng kinh phí lớn, trong khi nguồn ngân sách còn hạn chế, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện. Công tác huy động nguồn vốn đối ứng ở nhiều xã để triển khai đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù còn hạn chế. Một bộ phận người dân vẫn trông chờ ý lại, chưa nhận thức được vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Nhóm tiêu chí như tiêu chí hộ nghèo, giáo dục đào tạo, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm chỉ có từ 1 đến 3 xã đạt. Từ thực tế đó, hưởng ứng phong trào thi đua toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, huyện đã phát động phong trào toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới nhằm huy động tổng lực của nhân dân tham gia cùng thực hiện chương trình. Ban chỉ đạo các cấp xác định chủ trương lấy sức dân, lo cho dân, phải tuyên truyền cho nhân dân nhận thức rõ được vai trò chủ thể, tầm quan trọng của mình trong xây dựng nông thôn mới. Tạo chuyển biến bắt đầu từ nhận thức, ý thức trách nhiệm, cùng với các cơ chế đặc thù theo phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm. Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được triển khai trên toàn huyện, gắn với nhu cầu thiết thực của nhân dân, được người dân nhiệt tình ủng hộ. Đến nay, bộ mặt kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng huyện đã có sự thay đổi đáng khích lệ. Các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu đã được triển khai đồng bộ hiệu quả. Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường được quan tâm thực hiện. Các hình thức hợp tác đã được hình thành và bước đầu hoạt động hiệu quả. Tổ chức chính trị xã hội luôn được củng cố vững mạnh. An ninh quốc phòng được giữ vững. Toàn huyện đã giảm được 1.785 hộ nghèo. Tính đến cuối năm 2018, còn 627 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,47%, giảm 7,68% so với năm 2011. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2018 đạt 42,5 triệu đồng, tăng 24,1 triệu đồng so với năm 2010. Đổi thay rõ nét nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn được bê tông hóa xanh, sạch đẹp, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn các vùng quê. 10 năm qua, toàn huyện đã huy động nhiều nguồn lực được 2.304,5 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Trong đó, nhân dân và doanh nghiệp đóng góp tới 163,45 tỷ đồng. Toàn huyện đã cứng hóa được 541,19 km, gầm nhựa hóa 88,69 km, bê tông xi măng 216,58 km, sỏi phúng 235,92 km. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, có 4 trên 13 xã thực hiện đạt tiêu chí giao thông, tăng 4 xã so với năm 2011. Có đường bê tông ước mơ về những con đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn được hun đúc trong nhân dân và rồi thành hiện thực. Ghi nhận tại xã Đồng Nơ, nhân dân hân hoan phấn khởi bởi ánh sáng văn minh đã chiếu rọi trên nhiều nẻo đường, ngõ hẻm. Đó là sự đóng góp sức người, sức của những người dân cần cù, chăm chỉ, giàu tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng nơi đây. Riêng tiêu chí về điện, tiêu chí số 4 về điện á, thì đối với xã Đồng Nơi hiện nay đã đạt 100% tỷ lệ hộ sử dụng điện. Riêng cái phần hệ thống đèn chiếu sáng ở các công trình ở đường giao thông á, thì hiện nay là xã là đã đạt hơn 20-24 km về cái đường thắp sáng, là đạt được 80%, mà theo quy định thì chỉ cần 10% là đã đạt được. Song song đó, công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cùng với chủ trương phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trong đó ưu tiên các mô hình phát triển gắn với thị trường, có liên kết tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản. Dưa lưới là một trong những hướng đi giàu triển vọng ở Hớn Quản. Mô hình chuyển giao công nghệ,
tư liệu sản xuất và bao tiêu đầu ra đối với mặt hàng này đã và đem đến lợi nhuận cao cho nhiều nông dân và tạo việc làm cho nhiều lao động ở Hớn Quản. Các hợp tác xã dưa lưới nói riêng, nông nghiệp hữu cơ nói chung, ra đời trên nền tảng đó đã đáp ứng mục tiêu hợp tác, tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn, tạo việc làm, tăng thêm lợi ích cho các thành viên. Đến nay toàn huyện đã thành lập được 15 hợp tác xã, trong đó 13 hợp tác xã nông nghiệp và 2 hợp tác xã vận tải và 24 tổ hợp tác, bước đầu hoạt động ổn định. Đến nay với trọng trách nhiệm vụ được giao, các cấp ủy đảng, chính quyền các xã nói chung, Thanh Bình, Tân Lợi, An Khương đã thực hiện chương trình với quyết tâm chính trị cao để hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt xã An Khương với xuất phát điểm rất thấp, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, xã đã thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới của xã An Khương, về khó khăn là một xã vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc khá đông, chiếm gần 60%. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Tuy nhiên là về giá cả nông sản hàng hóa không ổn định, dẫn đến ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, mặt bằng dân trí cũng còn hạn chế. Tuy nhiên trong thời gian qua với sự nỗ lực của tập thể, cán bộ và nhân dân trong xã thì An Khương đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí của nông thôn mới. Đến xã An Khương hôm nay, chúng tôi ngỡ ngàng bởi khung cảnh làng quê đang thay da đổi thịt. Mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn có tổng chiều dài hơn 66 km. Đến nay đã nhựa hóa và bê tông hóa được 52,9 km. Cứng hóa để đảm bảo vận chuyển bằng xe cơ giới được hơn 10 km. Năm 2011, khi bắt đầu thực hiện chương trình, An Khương là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong toàn huyện, lại là xã nhận trợ cấp của Trung ương về xã đặc biệt khó khăn và mới chỉ đạt được 2 tiêu chí. Khi ấy, chuyện làm nông thôn mới thực sự là thách thức lớn với chính quyền địa phương. Để đưa xã về đích nông thôn mới, năm 2018, xã đã huy động hơn 84 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 80 tỷ đồng, nhân dân tự nguyện đóng góp ngày công và kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Bằng số tiền trên, xã đã đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, xây mới và sửa chữa các nhà văn hóa ấp, bê tông hóa 31 km đường liên thôn, 18 km đường nhựa, xây mới, tu sửa nhiều cơ sở hạ tầng khác. Trước mà chưa có xây dựng ở nông thôn mới á, thì dân thấy nó cũng eo uột lắm, không có được như bây giờ. Bây giờ trước khi mà được xây dựng nông thôn mới này thì dân cũng thay đổi cũng rất nhiều. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, toàn huyện đã có 3 trên 13 xã về đích nông thôn mới, gồm Thanh Bình, An Khương, Tân Lợi, một xã phát triển thành thị trấn Tân Khai. Toàn huyện đạt trung bình 16 trên 19 tiêu chí, tăng 9,92 tiêu chí so với năm 2011. Năm 2011 đạt 6,08 trên 19 tiêu chí. Dự kiến cuối năm 2019, toàn huyện sẽ có thêm 2 xã về đích nông thôn mới là Đồng Nơ và Tân Hiệp. Đến nay, kết quả thực hiện bộ tiêu chí đạt và vượt so với kế hoạch được giao. Dự kiến đến cuối năm 2020, kết thúc giai đoạn 2, sẽ có thêm 2 xã Phước An và Tân Quang về đích nông thôn mới, đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 7 xã, đạt 58,33% xã về đích nông thôn mới trên toàn huyện, vượt 8,33% so với chỉ tiêu chung của Trung ương. Các xã còn lại dự kiến đạt từ 15 tiêu chí trở lên, hoàn thành kế hoạch đề ra. Toàn huyện dự kiến đạt trung bình 16,92 trên 19 tiêu chí. Đến đích không có nghĩa là dừng lại. Các xã về đích nông thôn mới sẽ phải tiếp tục giữ vững và nâng cao hiệu quả các tiêu chí. Phấn đấu đến năm 2030, 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Và hiện tại nay và chương trình mục tiêu quốc gia nông mới là muốn đạt được là tiêu chí và bền vững và nông dân và đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao á, thì là khó nhất là về tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất đó. Và hiện nay là ở trên địa bàn của huyện là các xã và thị trấn cũng đã được thành lập hợp tác xã, và tuy nhiên về cái hoạt động thì không có hiệu quả,
Cho nên muốn để là cái hợp tác xã phát triển bền vững và hiệu quả thì ta phải có thực hiện đồng bộ các giải pháp sau. Vậy thứ nhất là phải có cơ chế chính sách. Cơ chế chính sách đặc biệt là về cơ chế về vốn và khuyến khích hộ dân và doanh nghiệp đã liên kết sản xuất cũng tiêu thụ sản phẩm. Thứ hai và tập trung là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cũng như là để nâng cao được cái năng lực hoạt động, cũng như là liên kết sản xuất, cũng như là tìm thị trường. Và cái cuối cùng thì là tập trung là phát triển cái hợp tác xã và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Hạnh phúc đôi khi không nằm ở đích đến, mà là ở hành trình chúng ta nỗ lực vươn lên trước khó khăn thử thách. Và với các địa phương, hành trình chung sức, chung lòng, cống hiến tâm sức trí tài để thực hiện xây dựng nông thôn mới chính là hành trình đi tìm hạnh phúc.